Đừng. Đừng. Đừng mà. Tam muội. Đừng dừng lại. Cô giỏi quá. Kêu đi, cục cưng của ta. Tam muội này, tự nhiên lại mời ta ăn cái gì mà Tiểu Hồng. Đúng là lý nào lại vậy? Ban nãy Diêu Hổ đại nhân đến dặn dò, bảo là ban ngày cho cô ta tới làm việc ở tẩm cung của chủ thượng, tối về lại thượng cung cục làm việc. Buông tay, buông tay. Người đâu? Tam muội này, tự nhiên lại mời ta ăn cái gì mà Tiểu Hồng. Đúng là lý nào lại vậy? Ngày đinh mão, tháng kỷ sửu, năm bính dần, ngày này ngươi đang làm gì? Chuyện này ai mà nhớ được? Năm bính dần, ta còn chưa tròn 10 tuổi. 10 tuổi. Quả nhiên là họ lừa mình. Nhưng tại sao cha và ca ca lại phải lừa mình chứ? Thứ này phức tạp quá. Tại sao phải ăn thứ phức tạp thế này? Cái này là phần thưởng vì ban ngày ngươi đã rơi nước mắt vì ta. Hoang đường. Đó là gió thổi cây mắt thôi. Gió? Trong phòng này làm gì có gió chứ? Hả? Gió ơi. Được rồi. Đầu tôm càng không ăn được đâu. Trong này có độc đó. Ngon lắm. Nhưng mà cái này cay lắm, ngươi không ăn được đâu. Sao ta lại không ăn được? Tên tôm càng này độc liếu cả lưỡi. Hay là đổi tên cho nó đi. Tên gì? Ta thấy nó nhỏ tí thế này. Hay gọi nó là Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng á. Tam muội này, tự nhiên lại mời ta ăn cái gì mà Tiểu Hồng. Đúng là
Lý nào lại vậy? Sao lại uống rượu nữa rồi? Hôm nay ta đang vui. Hôm nay ta rất là... Ban nãy Diêu Hổ đại nhân đến dặn dò, bảo là ban ngày cho cô ta tới làm việc ở tẩm cung của chủ thượng, tối về lại thượng cung cục làm việc. Buông tay, người đâu? Nhà xí. Sao? Bùng bùng thôi. Không, không sao đâu. Không sao. Cô ta, không sao đâu. Khách cung lệnh. Thành chủ Mộc Hề. Khách cung lệnh, không biết tam muội có chỗ nào đắc tội cô mà cô đối đầu với ta khắp nơi thế. Ta thấy cô là ngứa mắt. Cô là đồ hồ ly tinh, thật không biết chủ thượng bị làm sao, lại cứ muốn cô đi hầu hạ nữa. Cô bỏ bùa mê thuốc lúa gì cho chủ thượng hả? Lẽ nào đến bây giờ khách cung lệnh cũng không biết rốt cuộc chủ thượng thích nữ tử thế nào? Chủ thượng không thích người dịu dàng hiền thục. Cô càng thô bạo càng hung ác với hắn thì hắn càng thích cô. Thật không? Ừ. Nè,
Ta nói cho cô nghe, ta trói hắn tới đại điện, đánh hắn một trận thật mạnh tay. Cô, ôi trời, khiến cho hắn vui vẻ cả đêm không ngủ luôn. Đừng, đừng, đừng mà. Tam muội, đừng dừng lại. Cô giỏi quá. Kêu đi, cục cưng của ta. Từ nhỏ đến lớn, được người người theo đuổi, tân bốc, tất nhiên sẽ thấy chán rồi. Nếu khách cung lệnh thật sự muốn được chủ thượng ưu ái, thì nên hành hạ hắn thật ác độc, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Khi đó, có lý. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Bây giờ ta thấy cô có vẻ thuận mắt hơn nhiều rồi. Hay là sau này đi theo ta đi, ta sẽ chăm sóc cho cô. Ôi trời, sao nước ngày hôm nay có vẻ hơi lạ hả? Vậy sao? Lạ thế nào hả? Thì ngứa ngáy. Ngứa ngáy hả? Đúng là hơi ngứa thật. Vương thượng, chiếc dây chuyền này hình như là của nữ tử tên Tam Muội kia. Ngươi gọi cô ta tới đây. Dạ. Tê cái lưỡi quá. Lại định sàm sỡ ta. Đến rồi à? Sợi dây chuyền này là cô làm rơi ở đây đúng không? Khách Thiên Nguyệt, cô ăn mặc như vậy để làm gì? Chủ thượng, buồn the lạnh vắng, tất dạ đối bời như tơ loạn. Cuối cùng thì nô tỳ cũng biết ngài thích kiểu gì rồi. Hả? Nô tỳ tới đây. Cô bảo là Tam Muội nói với cô rằng ta thích nữ tử thô lỗ hung dữ sao? Đồ hồ ly tinh nhà cô, cô lại dám lừa ta. Ta, khách Thiên Nguyệt, lùi xuống. Đi thôi, đi thôi, nữ hiệp. Trang phục của cô đẹp đó, mua ở đâu vậy? Quay lại đây. Tại sao cô lại lừa khách Thiên Nguyệt? Cô muốn báo thù cô ta hay là muốn báo thù ta? Trẻ con mới chọn, còn ta thì muốn báo thù cả hai. Cô, nữ tử này, cô đúng là độc ác. Ta đã cứu ngươi đấy, ngươi không biết báo ơn thì thôi, lại còn giao ta cho cô ta. Ngươi không biết là cô ta giày vò ta thế nào đâu. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt vô tội đó. Cô nhớ kỹ cho ta, ta thích nữ tử thông minh, không thích kiểu này của cô. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nếu như cô có bất mãn gì với ta thì cứ báo thù công khai. Là ngươi nói đó nha. Cô Tam Muội này mạnh mẽ quá, thô bạo quá.
Ta thích quá đi mất.